Chào mọi người nha. Hôm nay em đang có chiếc xe độ sóc máy nha. Đây, xe quá khủng luôn. Giá thì rẻ bèo nha. Tời thì tời 57. Máy chăng chai turbo sáu máy. Trợ lực ti nha. Sexy thì khỏi phải bàn luôn nha. Đây là số mạnh. Cái mảnh 57 nhá. Anh em về đi, mình tập được hả? Có lốp scooter nhá. Có lốp scooter luôn nhá. Đây là cầu cặp cầu sao 3 nhá. Móc dài thì khoảng tầm 3,5 m nhá, rộng thì 2,2 m. Đây. Máy có trục bô, máy móc thì bao êm rin luôn nha. Máy thì tương đối ok. Bót đầy đủ. Đây có số rùa nha. Số rùa, số chiến thắng. Tời thì kéo lại đằng sau được nha. Đây dây cáp. Cáp 15. Xe thì có pha chê luôn nha. Xe thì giá lại mềm. Xe quá chất. Đây là cầu trước này. Cầu to luôn nha. Đấy, anh em nào cần thì cứ liên hệ vào số điện thoại mình sẽ để trên màn hình nha. Cứ gọi trực tiếp 0392900143 nha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha. Chào tất cả mọi người nha.